Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Lại là Hữu và Petty đây. Ok, hôm nay là Petty Hữu á. Petty đứng trên trên vai này. Mình vừa huấn luyện được cái bài này cho Petty. Thì Petty có thể là nghe lời mình rất là nhiều. Nếu như mình mà thường xuyên mang du này, mang thức ăn lên cho Petty ăn á, thì là nó sẽ nghe lời mình đó. Đặc biệt là khi mình kêu là nó lại, nó biết là nó lại. Đó, nghe chưa? Rồi thì nó cũng nhớ đường về này, nó là mình đi đâu mà là nó chạy theo đó nè mọi người. Đây đây, ok, quay sát mặt Petty cho mọi người cùng xem nè, cho khán giả cùng xem này đó. Petty chú gà mái Petty này là của gia đình mình, là huấn luyện được 15 ngày rồi nha, dễ thương lắm, đi đâu cũng chạy theo hết trơn á. Rồi hôm nay là mình ra quốc đất này, đây nhìn xuống đất này mọi người, đất đó. Mình cuốc đất thì Petty cũng chạy theo luôn mọi người. Đó. Ở đây là mình đang làm vườn quanh đây là làm vườn trong rừng này. Đó thì là mình chơi với chú gà mái Petty này một chí rồi mình sẽ cuốc đất trở lại. Đây đây là cái cuốc của mình đây, cái cuốc này. Cuốc đây. Đó thì cuốc này là mình sẽ cuốc đất. Thì trong lúc tranh thủ á, mình quay clip này để mình giao lưu với khán giả với mọi người. Trong lúc là Petty nó muốn đến đây nó chơi, nó cứ bám theo mình vậy á Petty. Ồ Petty, chào mọi người Petty. Tin 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 tin, Petty nói gì không? Petty nói gì không? Ok. Để Petty đứng im nha, đứng im để ba làm đất nha Petty. Đứng im đó nha. Đó. Trời ơi, giống đi là đang đẩy á. Petty đứng đó ba đất nha. À, đây. Rồi thì hôm nay mình cuốc đất nha cả nhà. Rồi. Nhớ là quay Petty để cho khán giả xem nha. Mình đang cuốc đất này và Petty. Trời ơi. Petty nhảy xuống luôn. Ok. Petty đợi ba cuốc có dùng cái ăn nha. Rồi đấy. Rồi đấy Petty. Hồi nãy thấy con dung bự lắm. Đúng rồi. Lại có con dung thì bự cho Petty ăn đó. Hồi nãy mình thấy con dung bự lắm. Chờ mình đi đâu vậy? Petty ơi. Cuốc đất nè. Đi mà trụng đơn chứ. Non hàm ăn á. Đi kìm em. Đây Petty nè. Đúng. Ok. Petty lại. Đây Petty. Lại qua đây. Cái đồ mới hoàn toàn chị chỉ Út rồi đó. Qua đây mà chiếc cửa đó thành một hình tròn đi. Thì là Petty luôn luôn nghe lời mình nha. Petty luôn luôn nghe lời mình luôn. Đó. Bên này là có lông chân rồi đấy. Lông chân này. Bên này chân hơi dài rồi đấy. Đấy chân hơi dài rồi đấy. Cái nữa đi cắt móng này. Rồi đi tắm này. Nhổ lông mày này, tỉa lông này nghe chưa? Cho mát nghe chưa Petty? Xe gọn gàng. Bữa nay là anh đi ra ngoài đường được rồi. Anh đi chơi. Trời ơi. Không được bay. Petty ngoan. Petty ngoan. Đây, đứng lên trên vai của ba này. Trên vai của ba. Xiết thôi. Nè. Tinh tinh. Đó, thấy chưa? Thấy Petty chưa? Đó. Petty nói là nghe lời mà. Biết gì đâu, không nghe lời đâu. Một tiếng mà nghe lời. Đây, Petty là thích sống ở trên này lắm, thích sống ở khu vực này là rừng rú này, cỏ, cây cối này. Đất này là kiếm ăn rất là dễ. Đây ra lá cây nhiều dung luôn. Ok, ra đây. Ra đây để cao chỗ này nó có dung cho cỏ Petty ăn này. Nha. Cao đây nè. Cái này là cúc. Cái này là cái gì đây? Cái này là cao, cái đất này dung nhiều lắm. Bây giờ là Petty đứng im trên vai ba nghe. Thôi thôi. Petty đứng im đó, ba làm nghe Petty. Trời ơi, không chịu nghe lời với Petty. Thôi đi đây cào. Này cào đây. Cào. Cái nhiều lắm. Đi cào đi. Cào đi đúng rồi. Lấy cái chân cào đi. Này. Petty qua đây. Qua đây Petty. Trời, sợ cào quá. Đây này, lại đây. Nghe nhiều lắm nè. Có nhiều ăn chỉ con cho con.
xí nữa. Quá con giá kìa. Hả? À đây, đây có con Dung nè. Petty, Petty lại đây. Petty. Petty, Petty. Cục Petty. Nó cái sàn. Con sàn á, ăn cái đầu bụng không rướng á. Không, nó ưa ăn mấy cái này lắm. Wow, sao dễ thương quá. Sao bữa đây này là... cho Petty nè. Đấy. À, cho Petty mọi người nha. Ủa cái sàn này mình ăn được hết rồi. Được chứ. Cái gì mình ăn được? Sao mình ăn nó chết luôn. Ăn wow. Đó. Ủa con nến đấy nó đẹp đẹp ghê. Thôi bữa nay mình chết. Wow, rất rồi. Đó con này dễ rút lắm. Wow. Petty, Petty lại đây. Lại đây này. Sao cho ăn này Petty, Petty. Petty. Qua Petty, qua Petty cho Petty. Petty thấy này đây. Đó, Petty ăn rồi. Nhưng sao mà chú anh chụp được con sâu là thôi. Đi đi. Còn con chó nữa dành em phải ăn. Đâu này. Chờ đi đâu ra đây. Ok, hôm nay là một đoàn chơi với bạn Petty ở trong vườn nhà mình nha. Chú gà mái Petty. Rồi, mọi người bấm like, chia sẻ rồi theo dõi tiếp video tiếp theo. Thật là thú vị nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.